Đây là trận đồ bát quái mà Gia Cát Không Minh đã tạo ra. Hàng trăm ngàn quân Tào Tháo cũng không thể nào phá được. Chẳng lẽ vào thời xa xưa đó, Gia Cát Lượng đã biết áp dụng quy tắc 8 electron lớp ngoài cùng bền vững của khí hiếm vào trận đồ bát quái kinh điển này? Điển hình là lực sĩ Neon, lớp ngoài cùng có 8 E rất vững chắc. Dù cho đó là kim loại, phi kim, base, acid cũng không thể nào tác động được tới lực sĩ Neon này. Anh chàng Sorion rất phóng khoáng, dễ dàng cho đi một E. Còn cô nàng Obsidian thì ngược lại, chỉ thích nhận về phía mình. Các em sẽ được tìm hiểu trong bài học vì sao Sorion cho E, còn Obsidian nhận E.